Ngay từ đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã triển khai dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử thí điểm tại Cục Thuế thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 5 năm 2017, tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước áp dụng đồng bộ việc hoàn thuế điện tử. Tính đến nay đã có hơn 2.900 doanh nghiệp kê khai hoàn thuế điện tử gửi đến cơ quan thuế với tổng số hơn 7.600 hồ sơ. Tổng số tiền đề nghị hoàn đến thời điểm này đã là hơn 37.500 tỷ đồng. Đến hết 31 tháng 12 năm 2017, tối thiểu 90% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được giải quyết bằng phương thức điện tử. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã truy thu 8,1 tỷ đồng từ một cá nhân bán hàng mỹ phẩm qua mạng Facebook. Trước đó, sau khi nhận được đơn tố cáo về hoạt động kinh doanh của cá nhân này, cơ quan này đã tiến hành thu thập thông tin từ ngân hàng, đối chiếu với số liệu mà cá nhân này kê khai với cơ quan thuế. Kết quả cho thấy chênh lệch doanh thu theo kê khai và doanh thu thực tế thể hiện qua số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân lên đến 400 tỷ đồng. Trước đó, đại diện Tổng cục Thuế cho biết một cá nhân kinh doanh trên mạng cũng bị truy thu 8 tỷ đồng tiền thuế do có doanh thu 500 tỷ đồng nhưng không kê khai thuế. Tăng thuế giá trị gia tăng lên 12% là một trong những vấn đề gây sóng nhất trong năm qua của ngành thuế. Thời điểm giữa tháng 8, Bộ Tài chính đã đề nghị nâng mức thuế suất giá trị gia tăng theo hai phương án. Theo phương án 1, Bộ Tài chính đề xuất tăng từ 10% lên 12% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Phương án 2 đề nghị tăng theo lộ trình lên 12% từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và 14% từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị cân nhắc phương án 1. Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định việc tăng thuế giá trị gia tăng ít tác động tới người nghèo. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ giới chuyên gia và người dân lại có nhiều điểm không đồng thuận. Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2018 Doing Business 2018 được Ngân hàng Thế giới công bố năm 2017 đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện thủ tục nộp thuế. Chỉ số nộp thuế của Việt Nam theo báo cáo xếp thứ 86 trên 190. Nếu so với các nước ASEAN, Việt Nam đứng thứ 4 sau 3 nước là Singapore xếp thứ 7, Thái Lan xếp thứ 67 và Malaysia xếp thứ 73. Khởi đầu năm 2017, các doanh nghiệp ô tô trong nước đã đối đầu nhau bằng cuộc chiến giảm giá xe. Hàng loạt mẫu ô tô được điều chỉnh giảm giá, rất nhiều sản phẩm giảm giá hơn 100 triệu, 200 triệu, thậm chí là 300 triệu. Các doanh nghiệp ô tô Việt Nam lý giải của việc giảm giá sốc là để kích cầu thị trường và đón đầu xu hướng giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc xuống 0% từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 theo Hiệp định Thương mại Nội khối ASEAN. Cũng chính vì việc giảm thuế nhập khẩu xuống 0%, nhiều hãng xe quyết định nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước.